Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, hiện tượng nguyệt thực bán phần sẽ xảy ra trên khắp châu Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 7 tới. Hiện tượng này xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng nửa tối của trái đất. Theo trang earthsky.com, có thể nhìn thấy mặt trăng tròn vào tối ngày mùng 4 tháng 7 theo múi giờ miền Đông. Hiện tượng nguyệt thực hiếm thấy sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 44 phút đêm hôm sau, thậm chí có thể nhìn thấy sao thổ và sao mộc trên bầu trời đêm. Hầu hết những người ở châu Mỹ và một phần của Tây Bắc của châu Phi sẽ có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực lần này. Ngoài nguyệt thực bán phần, còn có nguyệt thực một phần và nguyệt thực toàn phần. Theo NASA, nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi vào bóng tối lớn hơn của trái đất. Đôi khi bầu khí quyển của trái đất lọc ánh sáng xanh và dội ánh sáng đỏ lên mặt trăng, dẫn đến hiện tượng mặt trăng máu. Sẽ xảy ra lần tiếp theo vào năm 2021.